Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì tại huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ vỡ hụi với quy mô lớn. Theo ước tính ban đầu thì tổng số tiền bị vỡ hụi đến thời điểm này đã lên đến 27 tỷ đồng. Theo tìm hiểu ban đầu của cơ quan chức năng thì chủ hụi lớn nhất là bà Lò Thị Ngọc, trú tại thị trấn Mường Trà. Tính riêng ở phường hụi này đã có 80 người tham gia nhưng chỉ có 13 người đã nhận được tiền. Tổng số tiền của phường hụi lên đến 27 tỷ đồng. Hiện bà Ngọc đã tự tử vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Báo cáo của công an huyện Mường Trà cho thấy tổng số người tham gia phường hụi này đến thời điểm này là 150 người theo hình thức người chơi góp tiền để hưởng lãi suất cao dựa trên kết quả trả lãi của người nhận trước. Vụ vỡ phường hụi lần này thực sự là cú sốc lớn đối với huyện Mường Trà, một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Khi những khoản tiền tiết kiệm từ nhiều năm nay, số tiền vay từ cầm cố sổ đỏ, giấy tờ nhà của nhiều hộ gia đình tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia hình thức tín dụng đen này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.